Tại huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, sau đợt mưa lũ vừa qua, hàng nghìn chuồng trại chăn nuôi gia súc gia cầm của người dân ở đây bị ngập lụt. Sau khi nước rút thì phát hiện dịch tả lợn châu Phi khiến nhiều lợn bị ốm chết. Hiện số lợn chết này được chôn lấp. Ủy ban nhân dân xã Nam Phúc Thăng cũng đã thành lập ban phòng chống dịch và các tổ tuyên truyền chốt chạm kiểm dịch để phòng dịch. Xã cũng đã cắm biển cảnh báo cấm mua bán vận chuyển ở các trục đường. Còn tại Quảng Trị, chỉ trong vòng hơn một tuần trở lại đây, trên địa bàn phường Đông Thanh, phường 1 thành phố Đông Hà, có 22 con bò của 5 hộ chăn nuôi xuất hiện dịch bệnh, lở mồm long móng. Nguyên nhân dịch bệnh lây lan chủ yếu phát bệnh tại chỗ ở các ổ dịch cũ của năm trước. Một số hộ mới lây lan ở những gia súc chưa được tiêm phòng vaccine lở mồm long móng vụ thu. Năm 2020, dịch lở mồm long móng bùng phát rất nhanh và có dấu hiệu bệnh nặng. Tuy nhiên, một số hộ chăn nuôi ý thức chưa cao vẫn thả bò ra đồng khi đang bị dịch bệnh.